Đấy, mời các bác xem. 20 phần. Chi là già luôn. Giờ có cái rễ này tháo nó đi. Đấy, luôn. Chất lá thì đẹp vô cùng luôn này. Lá này. Như cái trái tim ấy. Phê. Chào quý cô chú anh chị. Vừa nghỉ trưa tranh thủ lên thư giãn tí các bác, tỉa tót cho cái cây này xíu. Đó. Hôm nay anh em mới ở Ninh Hiệp về đây, nó cũng có nhiều cảm xúc. Cây cối nó cũng nhiều. Không mua được cái nào các bác. Về làm cây của mình. Thật ra thì đây, vừa nãy mới nhặt một ít cỏ nhưng mà nó nhiều rau má quá, nó cũng cái này nó mất thời gian lắm. Thì thôi thì thịt cây trước xong ta nhặt sau các bác nhé. Sơ qua tí cho các bác dễ nhìn thôi. Đấy, cỏ rác này. Cây mà nó cứ phát triển mà như cỏ này thì các bạn tốt không? Một cây cây nôm na là cây đại thụ thu nhỏ. Cây trực có bóng lạc. Đấy. À, tùy sở thích gọi là cái gọi. Cơ bản rồi, mặt này thì rất là đẹp rồi. Đấy, thì các bác xem, nó chỉ tầm 20 phân thôi. Cây tầm 20 phân. Mang hơi hướng của cây đại thụ thu nhỏ nhá các bác nhá. Và có cái vách làng. Đấy, bây giờ là mời các bác đi sâu vào chi tiết, tôi sẽ cắt đến đâu các bác nhìn đến đấy cho dễ nhá. Một cái cây xanh quê mà lá rất là đẹp. Chất lá rất đẹp nhá. Đấy các bác nhìn. Lá rất đẹp. Đấy là một cái điểm cộng của nó nhé. Ok, chiến. Cái giá để camera nó hơi thấp. Mà nhìn cái chậu, nó lại là chậu xi măng ấy. Nó quay gần thì các bác nhìn cái chậu đồ sộ. Mà thực tế nó không đến nỗi đâu. Có vẻ hợp lý đấy. Cắt tỉa thì đã quay chi tiết lại sau cho các bác. Tương đối đẹp, form nó cũng gọn, nên chỉ tỉa giữ form thôi, chẳng cần phải bật lá đi làm gì cả. Cây suốt ngày bật lá cũng hại lắm, cây dù sao nó cần lá để quang hợp cho để chất, lúc nào cũng bật thì nhìn thì cái dâm nó khỏe khoắn đấy, nhưng mà về cơ bản là cây nó cũng yếu.
Thế thôi. Em nó đây, quý của chú anh chị ạ. Mặt này thì nó là miên man luôn. Ngày xưa nó bị cháy mất một cái vết ở đây. Giờ nó lành tương đối rồi, không phải lành mà nó cũng bò rồi, mà nó cũng không bị mất cốt là cũng ok rồi. Đấy, bệ bãi của nó này thì làm đơn giản này thôi, hai tay một ngọn thôi. Có điều là ở bên phía mặt sau này tôi còn đang nuôi lại hai cái này. Thứ nhất là đây nó còn có cái sẹo ở ngọn nó xuống này. Đấy, thì tôi đang nuôi một cái để dự phòng, vừa để kéo sẹo vừa để dự phòng, hiện tại để ấm bóng để chơi. Đó. Trên mặt sau của nó thì hơi kém, nói chung là như vậy. Mà con này thì chơi mặt này thôi, chứ hai mặt của nó như này thì cũng căng tiền đấy, mặc dù bé các bác nhá. Đấy, nó bị ngược nắng nhỉ. Đấy, bên này sẽ nó có sáng hơn không? Đúng rồi. Mắt xem chất lá đẹp, dáng rất yêu. Nó con này nó già lắm các bạn nhìn, các bạn nhìn đó, chết xuống nha. Rất yêu. Không khéo thì không được 20 phần nhé. 20 phần. Cả ngọn hoàn thiện là 20 phần. Đó, các bác xem. Ok, chúc các bác buổi trưa vui vẻ nhá.